hai thứ ở đời không thể nhìn thẳng, đó là mặt trời và lòng người. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, lòng người là sự tồn tại vô cùng phức tạp. Chúng ta có thể thương cảm cho một số phận đáng thương, không quen biết, nhưng cũng có thể lạnh lùng phản bội chính người thân thiết nhất. Nếu muốn hiểu rõ ai đó, thì bạn nên quan sát họ vào lúc tức giận, bởi đó là lúc mà con người ta dễ bộc lộ bản tính thật của mình. Qua đó, chúng ta có thể thấy được nhân phẩm cũng như giáo dưỡng của họ. Có người nói rằng, trên thế giới này có hai thứ không thể nhìn trực tiếp. Một là mặt trời và hai là lòng người. Bởi lẽ, ánh sáng của mặt trời quá chói mắt, còn lòng người thì khó lường. Nếu muốn nhìn thấu được một người, ngoại trừ chờ đợi theo thời gian, thì chỉ còn cách quan sát họ vào lúc họ mất kiểm soát cảm xúc của mình. Sự vui vẻ hay lương thiện có thể giả vờ, nhưng cơn giận dữ sẽ đốt cháy tất cả vỏ bọc giả tạo và phơi bày ra những điều sâu kín nhất trong nội tâm của mỗi con người. Vì khi tức giận, con người ta thường sẽ dễ mất lý trí, khả năng kiểm soát cũng như năng lực che đậy bản thân. Muốn hiểu thấu kẻ kế bên mình, nên quan sát họ vào hai thời điểm đặc biệt này. Thứ nhất, người trở mặt khi tức giận thì lòng dạ hẹp hòi và chỉ biết nghĩ tới bản thân. Cuối năm ngoái, cả nhà cô chú tới nhà tôi cùng ăn bữa cơm tất niên. Ăn cơm xong, cô tôi liền cùng họ hàng ngồi chơi bài, còn chú thì về nhà trước. Lúc sắp về, chú dặn cô khoảng 3 giờ thì hãy về nhà, nhưng cô ngồi chơi mải miết đến mức quên cả thời gian. Đến hơn 6 giờ, chú tôi liền gọi điện tới nhắc cô mau trở về. Cô nghe điện thoại xong liền bảo, chồng em tức giận rồi. Bố tôi nghe vậy, liền lấy xe đưa cô ấy về ngay lập tức. Tôi cũng đi theo hai người. Lúc tôi mở cửa, chú đang quét dọn nhà. Nhìn so với lúc bình thường cũng không khác gì. Thấy vậy, bố tôi liền nói, nghe nói chú tức giận, chỉ sợ hai người lại cãi nhau nên anh vội đưa cô về nhà ngay. Chú đáp, em thực sự giận rồi. Năm mới sắp đến, đâu thể cứ như ngày thường. Trong nhà có biết bao việc cần làm, vậy mà cô ấy lại quên. Để phạt cô ấy, em định một lát nữa sẽ không giúp cô ấy rửa rau nữa. Nghe vậy, tôi không khỏi nhìn chú ấy với một cặp mắt khác. Mọi người đều tức giận cả, nhưng chú ấy vẫn có thể giữ được giáo dưỡng của mình. Khi sự tu dưỡng và nhân phẩm của con người đạt tới một mức độ nhất định, họ sẽ không để những sự vật, sự việc bên ngoài khiến lòng mình nổi sóng, tức giận không thôi. Vậy mà có người, một khi đã tức giận thì chỉ biết trút hết những bực dọc trong lòng mình, không mảy may chú ý tới cảm xúc của đối phương. Họ hành xử như vậy mà không biết việc làm đó chỉ giúp họ thoải mái và hả dạ trong chốc lát. Nhưng mâu thuẫn của họ với người kia sẽ càng lớn, mối quan hệ cũng có nguy cơ bị phá vỡ. Người thực sự có nhân phẩm tốt, có tu dưỡng, ngay cả lúc tức giận nhất vẫn sẽ giữ được sự lễ phép cơ bản đối với người khác. Xem xét sự việc dựa trên lý trí thay vì buông lời cay nghiệt, giận cá chém thớt. Những người này, ngay cả lúc tức giận, cũng không thay đổi quá nhiều so với khi bình thường. Đồng thời, không khiến người khác phải sợ hãi và thay đổi cách nhìn về mình. Điều thứ hai, người dù tức giận nhưng vẫn giữ được tu dưỡng của mình là người luôn chân thành. Có một câu chuyện kể về một vị lão hòa thượng trồng một chậu hoa lan. Ông chăm sóc cây rất tỉ mỉ, mỗi ngày đều nhổ cỏ, bắt sâu và tưới nước cho hoa. Dưới sự chăm sóc chu đáo của lão hòa thượng, cây hoa dần lớn lên và chỗ hoa đẹp vô cùng. Một lần, vì phải ra ngoài gặp bạn, nên vị sư đã giao lại trách nhiệm chăm sóc chậu hoa lan cho một vị tiểu hòa thượng. Vị tiểu hòa thượng này học theo lão hòa thượng, cũng chăm cây hoa cẩn thận từng chút một. Một ngày nọ, tiểu hòa thượng sau khi tưới nước cho hoa lan, liền đặt nó lên bệ cửa sổ để đi làm việc. Chẳng ngờ, trời đổ mưa lớn, gió mạnh thổi,
khiến chậu hoa lan rơi xuống và vỡ tan. Khi quay về, chú nhìn những cành lá bị bầm dập mà đau lòng, nhưng cũng lo sợ lão hòa thượng lúc về biết chuyện sẽ nổi giận trách mắng. Mấy ngày sau, lão hòa thượng cuối cùng cũng trở về. Tiểu hòa thượng liền kể rõ đầu đuôi câu chuyện về cây hoa lan và chuẩn bị để nhận cơn thịnh nộ của lão hòa thượng. Thế nhưng lão hòa thượng lại không nói một lời nào cả. Tiểu hòa thượng thấy vậy thì bất ngờ lắm, liền hỏi ngay rằng tại sao ông không tức giận. Lão hòa thượng cười nhẹ rồi ôn tồn bảo: ta trồng hoa lan đâu phải vì để tức giận đâu. Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng lại cho chúng ta thấy được sự thông tuệ cũng như tấm lòng bao dung của lão hòa thượng. Ở đời, chuyện được và mất, đến và đi là chuyện thường tình. Việc gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Chúng ta có tức giận thì cũng chẳng thể quay ngược thời gian để ngăn cản được nữa. Trái lại còn hại thân đủ đường. Vậy cớ sao không cho qua nhẹ nhàng để cuộc sống được thanh thản và an yên hơn. Kết lại, trong mối quan hệ giữa người với người, ai cũng khó tránh được những lúc xô xát hay mâu thuẫn với nhau. Nhưng người dễ nổi cáu không phải kẻ bản lĩnh. Người hiểu được cách khống chế cơn giận mới là người tài giỏi. Họ hiểu được khi tức giận cũng là lúc họ lấy lỗi lầm của mình hoặc của người khác để tự trừng phạt chính bản thân họ, rồi cũng chỉ phí công, lại chẳng được lợi ích gì. Quý vị thân mến, nước không thử không biết độ sâu, người không kết giao không biết tốt xấu. Không phải tất cả mọi người đều thật lòng đối xử tốt với bạn. Có một câu chuyện xảy ra như sau. Năm mà cậu thanh niên ấy vào đại học, công việc làm ăn của cha thất bại, nợ nần chồng chất. Những người bạn thân trước đó thường đến nhà ăn uống, bỗng nhiên bốc hơi. Năm mới cũng không thấy đến chúc Tết. Vì để trả nợ, cha mẹ đã gửi gắm cậu sang bên nhà bác trai. Người bác dâu ngày trước khen cậu khen lên khen xuống. Bây giờ, bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ, suốt ngày đều châm chọc cậu. Vài năm sau, cha mẹ cậu đã trả được hết nợ, điều kiện gia đình lại tốt trở lại. Những người bạn năm xưa lại kéo thành đoàn tới thăm hỏi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù trông có vẻ lại thân thiết như xưa, nhưng bản thân cậu biết thật ra đều là giả dối. Lòng người dựa vào cái gì để nhìn thấu? Hãy quan sát ba đặc điểm sau đây để nhìn thấu lòng người, quý vị nhé. Thứ nhất, phong ba thấy chân tình. Con người sống trên đời luôn sẽ gặp phải rất nhiều loại người. Khi bạn đứng ở đỉnh núi, xung quanh bạn có lẽ sẽ xuất hiện vô vàn những khuôn mặt với nụ cười tươi rói. Nhưng khi bạn rơi xuống vực, thứ bạn trông thấy lại chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng cùng những lời châm biếm. Lá rơi mới biết thu sang, rơi vào hoạn nạn mới biết thì ra lòng người. Bạn ngã rồi, người đầu tiên tới đỡ bạn dậy nhất định là người rất lo lắng cho bạn. Bạn bị bệnh, người bận trước bận sau chăm sóc cho bạn nhất định là người thật sự đau lòng vì bạn. Bạn gặp khó khăn kinh tế, người chủ động đưa tiền cho bạn mượn nhất định là người rất xem trọng bạn. Đôi khi, người khác vỗ tay cho bạn chưa chắc đã thực sự tán dương bạn. Họ chỉ đang tán dương danh lợi của bạn. Giả sử bạn không phải là người có địa vị, có quyền thế, vậy thì những lời tán dương kia cũng chỉ là ảo tưởng, không nói không rằng, tan biến lúc nào không hay. Trời trong xanh, đồng hành bên bạn chẳng qua chỉ là xã giao. Phòng bà bão táp đưa ô che cho bạn, đó mới là chỗ dựa ấm áp nhất. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc khó khăn mới thấy được chân tình. Điều thứ hai, thời gian khảo nghiệm lòng người. Con người sống ở trên đời, chuyện khiến người ta hạnh phúc nhất chẳng qua cũng chỉ là có được vài ba tri kỷ, chén chú chén anh, được là chính mình khi ở cạnh nhau.
Nhưng vàng thật thì dễ lấy, tâm thật lại khó cầu. Có những người trông thì đơn giản, nhưng căn bản lại chẳng thể nhìn thấu. Có những người ngoài miệng nói sẽ bỏ ra vì bạn, nhưng thực ra lại là chỗ dựa lỏng lẻo nhất. Người nói thích bạn có lẽ nhiều, nhưng người thực sự quan tâm tới bạn, xem bạn là bạn bè thực sự lại chẳng được là bao. Đôi khi bạn xem người khác là tri kỷ, trong lòng họ chưa chắc đã có bạn. Bạn nói chuyện tình nghĩa với người khác, quay lưng lại có lẽ họ xem đó là trò đùa. Bạn lúc nào cũng sẵn sàng giơ tay ra giúp đỡ, nhưng người ta có lẽ chỉ khi hết tiền mới nhớ tới bạn. Những người trông có vẻ thân thiết, nói với bạn những lời đường mật, chưa chắc đã thật lòng đối đãi bạn. Người trông có vẻ rất lạnh lùng, bình thường trầm mặc ít nói, chưa chắc đã là kẻ giả tình giả nghĩa. Không phải mỗi một trái tim thật lòng đều đổi lấy được sự thật tâm. Mắt chỉ có thể nhìn được mặt người, thời gian mới là thứ lộ ra chân tâm. Và điều thứ ba, thật lòng đối đãi với thật lòng. Quan hệ giữa người với người, thứ quan trọng nhất là thật lòng, chứ không phải tính toán chi ly. Làm người, đơn giản một chút, không cần phải suốt ngày ra vẻ. Làm việc, chân thành một chút, đừng suốt ngày đắn đo suy tính. Muốn biết một người có thật lòng đối đãi với bạn hay không, không phải xem họ có gì, họ nói gì, mà là xem họ làm gì. Có tiền hay không có tiền không quan trọng. Quan trọng là có thể vì bạn bỏ ra bao nhiêu, khoảng cách xa gần không quan trọng. Quan trọng là trong tim có hay không có bạn. Trong cái thế giới vô thường phức tạp này, chúng ta không cần phải trách móc những người chỉ biết đến cái lợi trước mắt, nhưng cần phải trân trọng những người trọng tình trọng nghĩa. Người sợ tổn thương trái tim, cây sợ tổn thương gốc rễ. Càng lớn tuổi, chuyện phải gặp càng nhiều. Bạn sẽ phát hiện ra bạn bè càng ngày càng ít. Nhưng hãy tin rằng những người còn lại tới bây giờ nhất định là những người xứng đáng để bạn ở cạnh bên. Đừng sợ mất đi. Bạn chỉ cần nhớ tới tất cả những người không rời bỏ, những sự kiên cường, mỉm cười đối mặt với tất cả phong ba bão táp trong cuộc sống.